mình giới thiệu với các bạn này cái dụng cụ tắt ngải này và đốt ngải này. Đầu tiên là cái khay tắt ngải các bạn này, cái tắt ngải nó hoàn toàn là bằng inox, nó rất là đẹp. Thì cái khay này các bạn có thể đốt điếu ngải xong các bạn cắm vào đây là tự nó tắt. Cái thứ hai nữa là cái máy bật lửa khò để đốt ngải này. Thì bình thường mình dùng các bật lửa khác ấy, thì đốt nó mất thời gian lắm, thì mình dùng cái này nó bật rất là nhanh các bạn, bật rất là nhanh, chỉ cần độ khoảng mấy chục giây đã đốt xong cái điếu ngải rồi. Cái thứ ba là cái xiên ngải này, mình sẽ làm trình tự cho các bạn xem này. Đầu tiên này mình sẽ dùng cái bật lửa khò này. Đấy, mình sẽ đốt điếu ngải này. Đấy, các bạn thấy nó xì rất là nhanh này. Đấy, đốt khoảng 15 đến 20 giây mình tắt đi, sau đó mình lại đốt tiếp như thế để cho nó bật lửa cho nó bền. Đấy, các bạn thấy là chỉ sau hai lần đốt điếu ngải nó đã cháy xong rồi. Đấy, xong rồi sau đó thì mình sử dụng điếu ngải mình hơ xong rồi thì nếu mà nó cháy đến cái đoạn cuối là mình cầm tay nó nóng quá thì các bạn lấy cái xiên này các bạn xiên vào như này thì nó cầm xa được và nó sẽ không bị nóng. Mình sẽ tận dụng mình đốt được hết điếu ngải, mình không để thừa một chút nào. Mình có thể xiên hai cái điếu ngải hoặc xiên ba điếu ngải như thế này, xiên ba điếu ngải vào đó, mình có thể xiên cùng lúc ba điếu ngải, sau đó mình hơ ba điếu ngải cùng lúc. Sau đó thì mình hơ xong rồi thì mình có thể mình tắt này. Mình cắm luôn vào cái ống này, mình tắt cắm luôn vào cái ống này. Nếu nó chỉ từ khoảng 20 đến 30 giây sau là cái điếu ngải này nó tự tắt. Ví dụ các bạn nhìn này, nó tắt rồi.